gà. Gà này bây giờ đi làm luộc lên làm miếng gà ăn. Xả nước vô, lấy nước nóng để luộc gà cũng như hầm gà lấy nước. Rồi, nước từng vầy, bây giờ bê ra bếp. Bê ra bếp đặt lên. Bật bếp lên rồi, để đây cho nó sôi. Thịt gà này bây giờ sẽ đưa qua chụm nước sôi cho nó đỡ mùi. Đây, nước sôi đây rồi thì bỏ vào chút sơ qua rồi đổ nó đi. Đây, nguyên một con gà chút nấu cái nồi này là nước bao ngon, nước ngọt luôn. Đây, hai cái đùi nữa. Thì trong cái nồi nước trụng này thì luôn luôn mình sử dụng muối và giấm trắng. Rồi, để đây cho nó sôi sơ qua trụng rồi sẽ đổ cái này đi. Rồi, nồi trụng gà đã sôi rồi, bây giờ bê ra để đổ đi cũng như rửa sạch, bắt nồi khác lên để nấu tiếp. Được một nồi gà, xả nước lạnh đi, rửa sơ qua. Đó. Đó. Bây giờ để qua bên đây cho nó ráo nước. Trong khi đó bây giờ rửa cái nồi này để bắt người nước khác lên. Sẽ bê cái nồi này ra để đặt lên bếp nha mọi người. Đây. Đây. Đặt lên bếp đây cho nó sôi. Cho muối vô nha. Cho tí muối vô đây. Cho tí bột nêm nữa, ba trái cà rốt bây giờ rửa. Cho vào cho nó ngọt nước, một trái hành nữa cho nó vô. Hình như trong tủ lạnh có gừng, để từ từ lấy gừng nữa. Rồi, bê cái này qua bên đây cho vô. Như vậy rồi, bây giờ cho nó vô luôn để hầm nước súp. Gà này gà đi bộ nha mọi người, cái da nó vàng ăn rất là ngon, nhìn mới trụng sơ chưa chín mà da ngon. Đó, bỏ vô đây để nấu cho nó tan cái chất ngọt ở trong con gà ra thành một cái nồi nước súp. Đó. Trời ơi, đầy nồi luôn nha mọi người. Đây là đầy nồi luôn. Gần đầy.
Rồi. Để đây cho nó sôi từ từ. Bây giờ đi rửa một số hành với lại cái củ này để cho vào. Đây. Củ này luôn cho vô đây, xả nước. Rửa cái củ gừng này rồi sẽ đi đây, gừng này cho vô đây cho nó thơm. Đây, nước đang sôi rồi đây. Nước đang sôi rồi đây mọi người. Lấy cái rổ này bỏ ra đây cho nó ráo nước. Có tép tỏi bóc sẵn, bây giờ cho 2-3 tép tỏi này vô cái nồi súp ăn cho nó giải kém. Đây, cho vô luôn. Đó, bây giờ mình đi lấy cái đồ để hớt bọt. Đồ hớt bọt. Qua đây xuống một chút. Đây, bây giờ hớt bọt. Hớt bọt. Để chén đây. Trong hớt bọt thì nó ra một mà hớt cả mỡ luôn nha mọi người. Ra một tô mỡ là mỡ vàng, mỡ gà vàng óng ánh luôn. Này hầm chừng nửa tiếng cho gà nó nhừ chất ngọt nó ra là ok luôn rồi. Đây, tiếp tục cho nó sôi tiếp rồi sẽ đi hớt tiếp. Giờ đi tìm cái nồi để luộc miến. Đây, nồi đây. Cho nước vào. Rồi, cho lên bếp. Rồi, giờ sẽ đi chúc miến, bật bếp lên. Cho tí dầu ăn vô. Dầu ăn vô cho miến nó khỏi dính. Đây, qua coi cái nồi gà vẫn đang sôi. Râm rỉ. Đó. Này, mọi người hớt ra mỡ này. Mỡ vàng óng ánh luôn. Đi vào trong kho tìm cái bịch miến đâu rồi. Đây. Đặc sản miến Rong làng So Giang Nam. Chắc của ngoài Huế, Giang Nam. Thơm ngon chất lượng. Bây giờ mình sẽ lấy 1-2 bó miến này ra để chuẩn bị trụng. Rồi. Quay lại cho mọi người một lần nữa miến đặc sản Giang Nam. Mình cắt nó ra. Trong này nó bó từng bó một nha. Lấy một bó ra. Thôi một bó thì ăn bữa nay mấy bữa sáng mai luôn. Bởi vì nấu cái nồi nước nèo nhiều á. Chụp hai bó để ăn bữa nay mấy bữa mai luôn nha mọi người. Đây, hai bó này. Chờ nước sôi sẽ cho vào. Bây giờ nước sôi rồi, bây giờ sẽ cho miến vô trụng. Cái này chưa cắt nha, bây giờ cho vô hồi nó rã rồi xong rồi lấy kéo cắt hai bó. Rồi. Đó. Check lại cái nồi gà bên này. Wow, mỡ ra cũng nhiều, nó liu như vậy. Rồi, bây giờ đảo cái này lên. Đảo cái này lên rồi, mọi người thấy không? Miến dòng này. Cho mỡ vào là nó dính, nó không dính lại với nhau. Cái này chỉ trụng sơ sơ thôi là nó chín rồi mọi người ơi. Mọi người thấy không?
hai bó mà được bao nhiêu thôi này, chắc cho vào tô nó mới nở hay sao? Này, hai bó miếng rồi. Ở đây một chút coi. Rồi xôi rồi, bây giờ sẽ đổ ra rồi đi xả nước lạnh cái chỗ miếng này. Nước lạnh như đây trộn lên này, hai bó miếng được từng ngày mọi người. Rồi, bây giờ sẽ dùng cái kéo cắt đó miếng đó. Mình tay luôn, bây giờ sẽ đi lấy cái kéo cắt làm đôi làm ba gì đây, tí bỏ vào tôi tô cho nó dễ. Rồi, xả thêm một chút nước lạnh nữa. Rồi, để đây. Đó, được miếng rồi, đây. Tí bỏ vào tô, nó sẽ nở ra. Rồi, để đây đi cho nó nguội. Giờ sẽ đi lấy thớt để cắt cái phần hành này. Đây thì cái đầu hành này mình sẽ cắt chẻ ra nha mọi người. Đó, chẻ ra kiểu vậy, bỏ vô cái chậu này. Đầu hành này nữa. Phần này thì bây giờ cắt nhỏ ra, xoay nó ra, cắt nhuyễn. Rồi, để đây để chuẩn bị lấy tô vây đầu hành được từng vầy. Bây giờ gà đã chín rồi, sẽ gắp ra chậu này để cho nó nguội, để chúc xé lấy thịt bỏ vào. Đây, miếng thịt gà đi bộ rất là ngon nha mọi người. Gắp ra để bên đây. Cái ức của nó thịt không, cái đầu, ô đầu gà nữa, chân nữa, cánh nữa. Đó, quá trời, nó được một nồi súp như vậy thì ăn mấy ngày mới hết cái nồi nước này. Thịt gà cũng vậy, này cái đùi nó chín hết rồi. Gà chín là thịt gà chín là nó nổi lên luôn. Còn một cái đùi nữa đây. Rồi trong này bây giờ chỉ còn 3 củ cà rốt mấy này kia thôi. Đây được một chậu thịt gà đây. Chậu thịt gà đây, bây giờ thử nếm cái nồi nước súp này coi xem thế nào nha mọi người. Ngọt quá trời luôn, thiếu tí một tí muối nữa luôn là ok. Bây giờ bê cái chậu thịt gà ra đây. Wow, bê cho mọi người coi, cho nó nguội rồi sẽ đi xé file, xé vừa đủ ăn rồi cho vào tô. Miến thì trụng bên đó rồi, hành đây có sẵn rồi, chuẩn bị thôi mọi người. Này chấm muối tiêu ăn cũng ngon, thịt gà này này, bây giờ lấy muối tiêu chấm là ngon lắm rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh cho tí dầu vô. Đấy, đây
Bây giờ mình sẽ đi chiên cái tỏi này cho nó vàng. Xong rồi đổ vô cái nồi súp. Rồi bây giờ cho cái phần tỏi này vô. Đấy, cho phần tỏi này vô bảo. Chiên cho nó vàng luôn rồi sẽ đổ vô. Đổ vô nồi súp. Đã thơm chín vàng, bây giờ sẽ qua đây múc tí nước này đổ vô, rồi sẽ đổ vô nồi cháo. Công phu lắm mới được nồi cháo, không mới được nồi nước đây, vẫn còn đang sôi cho vào đây. Múc thêm một thìa nước nữa cho tỏi chiên ra đây cho nó thơm. Một thìa nước nữa. Đổ vô tiếp. Rồi. Bây giờ ăn rồi, bây giờ cho miến vô tô nha mọi người. Đấy, cho miến vô tô đây. Thêm tí nữa đi, đang đói. Nhiều một chút rồi, còn phần còn lại miến ở đây để ngày mai sẽ ăn nó. Đây qua cái phần gà. Mình xé nãy xé một vài miếng thịt ở đây. Một vài miếng thịt gà đây. Miếng này còn đâu thì để ngày mai ăn. Mình cho một cái cánh, một miếng cánh gà vô nữa. Đấy. Cánh gà, mấy cái cổ. Đấy, cái chân. Chân gà đây nữa đây. Đó. 2-3 miếng cổ đây, cho hết vô luôn. Mấy cái đầu gà này nữa này. Thành đây rồi, rau thơm bên này cho vô luôn, đầu hành thái rồi đây cho vô luôn, cho thêm tí hành thái nữa đi. Đó rồi, bây giờ sẽ mang qua để múc nước vô đây. Cái này đã sôi rồi, múc chèn nó lên. Mùi thơm của tỏi bay ra ngọt ngào luôn mọi người. Đó. Múc 2-3 củ tỏi, múc 2 củ tỏi. Củ tỏi này ăn cho nó giải cảm. Rồi. Rồi đây xin giới thiệu mọi người một tô miến cho bữa cơm chiều. Miến gà. Thế bây giờ dùng một tay bê không biết được không. Úi dồi ôi, nóng. Một tay bê thì nóng quá. Rồi lại không bê được một tay. Bây giờ phải đặt camera xuống rồi bê hai tay mới ra được. Đây, bê ra bàn đây mọi người ơi. Đó, bây giờ cho tí ớt vô, vắt tí chanh vô, rồi mời mọi người cùng thưởng thức món miến gà. Đây thì coi xem cọng miến nó chín chưa. Wow, chín rồi. Quá ngon luôn. Thử coi xem cái nước súp của nó thoáng khoáng cho nó ớt cay lên. Để coi ngon không.
Wow, ngon quá. Rồi, chào mọi người. Hẹn mọi người trong clip kế tiếp nha.